Hay Hay Bà là ai? Bà đến đây có chuyện gì không ạ? Cũng không có gì. Chả là sáng nào đi qua đây, ta cũng thấy cậu đang ngồi say sưa đọc sách bên cửa sổ. Ta muốn biết trong sách có gì mà cậu si mê vậy? À, đó là thói quen hàng ngày của cháu. Nó giúp cháu mở mang tri thức. Nó đưa cháu đến với những trí tuệ vĩ đại nhất của nhân loại. Vậy ư? Thế cậu có muốn thay đổi thói quen này không? Thay vì đọc sách, cậu sẽ được làm vua, được hưởng một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, cậu có đồng ý không? Được làm vua ư? Nhưng đọc sách và cuộc sống hiện tại của cháu như thế này đủ tốt lắm rồi bà. Ta tin rồi cậu sẽ thích. Cậu hãy đi theo ta. Tâu bệ hạ, đã đến giờ cơm trưa. Mời bệ hạ dùng bữa ạ. Hôm nay nhà bếp đặc biệt chuẩn bị vài món ngon bổ dưỡng cho bệ hạ. Dạ, mời bệ hạ thưởng thức ạ. Ta không có hứng ăn. Ăn uống có nghĩa gì cơ chứ? Bệ hạ, cảnh đẹp mà làm gì, thơ mộng mà làm gì. Ta không muốn một cuộc sống vô vị và nhàm chán như thế này. Tù tốn trí tuệ lắm. Ta muốn đọc sách. Ta muốn sách của ta. Ta muốn sách của ta. Ta muốn sách. Đúng là không gì có thể thay đổi được đam mê đọc sách của cậu ta. Ta đã sai khi đưa cậu ta đến đó. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Sách của ta vẫn còn. Đây mới đúng là cuộc sống của ta.